Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc với hàng chục đối tượng. Trước đó, vào chiều 15 tháng 7, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Rạch Giá phối hợp với Công an phường Vĩnh Quang bất ngờ đột kích một con hẻm trên phường này. Lực lượng chức năng đã bắt quả tang hàng chục người đàn ông đang đá gà ăn tiền trước sân nhà của hai hộ dân. Phát hiện công an đang siết chặt vòng vây, nhiều con bạc đã tháo chạy ra đồng ruộng và nhảy xuống ao lục bình để ẩn nấp nhưng không thoát. Tại hiện trường, công an đã bắt giữ 35 người, tạm giữ 172 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan. Bước đầu, công an đã xác định Lê Vũ Trường, 39 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá là người đứng ra tổ chức, còn Nguyễn Quốc Trường, 18 tuổi, ngụ phường Vĩnh Quang là người canh đường. Các đối tượng còn khai nhận, trước khi bị bắt quả tang, Trường đã tổ chức cho các con bạc tham gia 3 trận đá gà với số tiền ăn thua mỗi lần từ 1,3 đến 5 triệu đồng.